Thân ái mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay Súng muốn chia sẻ với mọi người món gà nấu đậu. Có lẽ từ xa xưa, các món ăn được chế biến từ gà đã được ưa chuộng bởi nó chứa hàm lượng protein rất cao, là nguồn cung cấp chất đạm vô cùng dồi dào, ít chất béo, hàm lượng axit amin trong gà rất cao. Ngoài ra, thịt gà còn có một số công dụng thần kỳ, được xem như những liều thuốc vô cùng hữu hiệu. Như ngừa loãng xương, tốt cho sức khỏe tim mạch, dầu phốt pho, cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường trao đổi chất cho cơ thể và đặc biệt thịt gà còn có thể phòng chống cả bệnh ung thư. Và quý anh chị biết không? Đậu cũng là một loại hạt giàu chất đạm, xơ và ít chất béo, dùng tốt cho những người nhiễm mỡ trong máu, kén ăn, khí huyết hư, làm giảm mệt mỏi, đau nhức. Đậu còn tốt cho tim mạch, giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp, phòng chống ung thư ruột. Và quý vị biết không, ngoài ra đậu trắng còn có một số công dụng bất ngờ, như là tăng cường sức khỏe cho da, móng, tóc và cơ. Cũng là những lợi ích từ hai nguyên liệu trên đây. Hôm nay, Xuân sẽ chia sẻ với các bạn cách chế biến món gà nấu đậu. Món ăn được kết hợp từ hai nguyên liệu trên chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những bạn đang cần tẩm bổ cho người thân của mình hoặc cho bản thân. Thì chúng ta hãy cùng vào bếp và cùng thực hiện món gà nấu đậu với Xuân nha. Hôm nay Xuân mua được một con gà này nè mọi người, cũng như là được cái bịch đậu Hà Lan đông lạnh nha mọi người. Giới thiệu với mọi người con gà 1,3 kg Xuân đã tranh thủ rửa và chặt miếng vừa ăn theo gia đình. Và bên cạnh đó, Súng có 200g đậu trắng, 200g đậu Hòa Lan, cũng như là một ít bắp để tạo thêm màu sắc cho thêm phần hấp dẫn. Bên cạnh đó, Súng có sử dụng một củ cà rốt, 2 củ hành tây nhỏ và khoảng 6 muỗng tương sốt cà. Gia vị đi kèm là đường, bột ngọt, bột nêm, muối, tiêu và không thể thiếu phần nước dừa tươi. Súng sử dụng một trái dừa tươi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục những công đoạn kế tiếp nha. Súng sẽ ướp phần gà này là 1,5 muỗng bột nêm, 1,5 muỗng muối, 1/3 muỗng bột ngọt, 3 muỗng đường, 1 chút tiêu. Bây giờ Xuân sẽ trộn đều phần gà này cho nó thấm với gia vị. Và mình sẽ để ở đây khoảng 20 phút sau, rồi sẽ nấu. Tiếp tục thì chúng ta bắt đầu luộc đậu. Xuân sẽ sử dụng nồi và nửa lít nước để luộc đậu trắng trước tiên. Trong thời gian chờ đợi đậu chín thì Súng cũng tranh thủ tỉa một ít hoa cà rốt và một ít hoa hành tây để mình nấu cho thêm phần hấp dẫn nha mọi người. Phần đậu đã chín thì chúng ta bắt đầu cho phần bắp vào luộc chung. Khi phần đậu và bắp đã chín thì chúng ta bắt đầu cho phần đậu Hà Lan vào đây luộc chung luôn. Các bạn biết không, phần đậu đà Hà Lan này nó đông lạnh á, nó mau chín lắm, nấu một xíu là chín liền à mọi người, nên Súng cho vào sau. Và khi cho phần đậu Hà Lan này vào thì sau 2 phút thì chúng ta tắt lửa nồi này được rồi nha. Xin lỗi mọi người, Súng có sử dụng ở đây là 5 củ hành tím mà nãy Súng quên giới thiệu. Thì Súng sẽ sử dụng một nửa bằng nhuyễn để phi thơm và còn nửa thì sắc to để nấu.
Khi phần hành tím này đã phi thơm thì chúng ta để múc ra riêng và bây giờ chúng bắt đầu chiên gà. Phần gà này chúng ta chỉ cần chiên sơ thôi. Các bạn nhìn thấy những cái phần da và thịt nó săn lại là được rồi. Và phần gà chiên như vậy là được rồi nha mọi người. Chúng ta nhìn thấy nó săn da lại, săn thịt lại là được. Tiếp tục thì xuống để một cái nồi lên bếp. Xuống sẽ cho vào đây là một giá dầu ăn mà có phi hành tím. Kế đến xuống sẽ đổ toàn bộ cái phần tương sốt cà vào đây, xào cho thơm. Sau đó Xuân sẽ cho toàn bộ phần gà mà mình đã chiên vào để nấu luôn. Chúng ta sẽ đảo đều phần gà này ở trên bếp. Tiếp tục Xuân sẽ cho nước dừa tươi vào đây. Phần nước dừa này nếu không đủ thì chúng ta có thể thêm một chút nước lạnh ở ngoài nha. Và thời điểm này thì chúng ta cũng cho cái phần hành tím mà cắt lát cho vào đây để nấu chung với gà nha mọi người. Và chúng ta sẽ nấu phần gà này từ 15 đến 25 phút. Sau đó chúng ta sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Sau 20 phút thì Xuân sẽ bắt đầu cho phần cà rốt tỉa hoa vào đây. Phần cà rốt này thì khoảng 2 phút thì sẽ chín. Kế đến thì Xuân sẽ cho phần hành tây vào đây. Sau cùng là Xuân cho toàn bộ số đậu vào đây luôn. Và cuối cùng, để tạo độ sánh cho món gà nấu đậu, thì Xuân sử dụng ở đây là 3 muỗng cà phê bột năng hòa với nước, Xuân cho vào đây luôn. Và điều đặc biệt Xuân muốn chia sẻ với mọi người ở đây, nếu quý vị để ý, trong món ăn này Xuân không sử dụng tỏi. Mà Xuân chỉ dùng củ hành tím. Vì củ hành tím rất hợp với món ăn Việt Nam. Ngoài ra hương thơm của củ hành rất nhẹ và không nồng gắt như củ tỏi. Món ăn hôm nay là có đậu, nên chúng ta không cần dùng tỏi vì tỏi sẽ làm át đi hương vị của đậu. Do đó chúng ta sử dụng hành mà không sử dụng tỏi. Và bây giờ món ăn của chúng ta đã hoàn thành rồi. Xuân sẽ múc ra tô và mời mọi người cùng thưởng thức nha. Và món này chúng ta dùng kèm với bánh mì hay bún hoặc cơm cũng rất ngon nha các bạn. Mời mọi người. Các bạn biết không, món gà nấu đậu thơm ngon, dễ làm chính là gợi ý tuyệt vời cho bữa cơm gia đình của các bạn. Vị tuyệt vời của thịt và bùi bùi của đậu chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai khi thưởng thức đều thích thú. Các bạn hãy nhớ chỗ tài nấu món gà nấu đậu theo cách của Xuân nha. Dám bảo đảm với mọi người là ngon lắm luôn đó. Nếu các bạn thấy lạc thì hãy chấm với muối tiêu nha mọi người. Đó là một chút chia sẻ về món gà nấu đậu, cũng như những tác dụng tuyệt vời từ đậu và gà. Quý vị thấy video này hữu ích xin hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video sau của Xuân nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!